Rồi, OK các bạn, thì uh, hôm trước uh, chúng ta đã tìm hiểu cái uh, những cái thao tác cơ bản để mà mình có thể xây dựng được cái phần mềm chỉ số BMI. Tuy nhiên uh, hôm trước uh, cái, cái cái phần mềm này nè, khi mình xây dựng uh, là mình chưa có kiểm tra các cái thông số hợp lệ ha. Ví dụ như ở đây mà tôi không nhập cái uh, không nhập cái gì hết, tôi bấm vào một cái thì nó sẽ báo lỗi ha. Đó, uh, thì thì nó sẽ báo lỗi. Rồi tức là ở đây á, mình có cái phép chia nè à, cân nặng chia chiều cao nhân 2 ha thì ví dụ như đây tôi có là 1.65 là chiều cao rồi cân nặng nếu mà tôi nhập vô 70 thì ok thì nó tính ra được không có lỗi gì hết à, và cái BMI của mình là 25,4028 nhân dân cái số cái số lẻ nó phía sau khá là nhiều nè đó rồi thì bây giờ ở hôm nay mình sẽ giải quyết hai cái vấn đề ha thứ nhất á, nếu mà ở đây tôi nhập không thì nó sẽ không à, à... 70 cái chiều cao là không ok nó thì nó sẽ báo là mình chia cho không ha à, sẽ báo là chia cho không thì nó sẽ báo lỗi nó thì mình sẽ giải quyết hai vấn đề thứ nhất đó, là mình sẽ kiểm tra tức là mình cho phép làm sao người ta nhập vào không nhập vào đó, hai ô này trống thì thì nó sẽ uh, hiện ra thông báo ha và cái thứ hai nữa đó là khi mà uh, mình sẽ làm tròn cái cái B, bmi này luôn à, tức là mình làm tròn đến một số thôi, một số thập phân thôi ha. Tức là trong trường hợp này là nó chỉ hiện lên là 25,7 thôi. Rồi thêm một cái vấn đề nữa đó là nếu như nếu như mà các bạn à, theo dõi chỉ số hàng ngày á, mỗi lần chúng ta nhập vô như thế á, à, chẳng hạn chẳng, chẳng hạn như cân nặng của mình tăng lên hay giảm xuống gì đó thì ở cái vùng bên dưới này nè, mình sẽ chèn vào mình vẽ cái biểu đồ ha. à mình sẽ vẽ cái biểu đồ vẽ cái biểu đồ ở bên dưới này, tức là mình sẽ cho thấy cái biểu đồ nó 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 tăng lên giảm xuống như thế nào đó cái chỉ số BMI đó, tăng lên giảm xuống thế nào mình sẽ à, chèn vào cái phần bên dưới này để mình vẽ cái biểu đồ cho nó. Rồi thì uh, cụ thể như thế nào thì mình sẽ uh, mở ra và mình sẽ làm tiếp cái cái bài hôm trước ha các bạn. Rồi ok thì cái cái phần mềm hôm trước của mình là như thế này ha. Thì khi mà mình uh, thực hiện mình tính toán cái cái khối cái block này đó thì ở đây chúng ta sẽ vào chúng ta kiểm tra luôn cái BMI này mà chúng ta sẽ không chúng ta không kiểm tra cái à, cái, cái hai cái hai cái test đầu vào tức là cái cân nặng và cái chiều cao đó thì bây giờ trước hết là mình sẽ xử lý cái phần này trước mình kiểm tra xem nếu mà cái 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 cân nặng và chiều cao này khác rỗng hết tức là có nhập dữ liệu hết thì bắt đầu mình mới đi thực hiện mình tính ở dưới ha vậy thì lúc này mình sẽ chèn dòng cái khối đó là ít đem eo nếu như mà ít cái gì đó đúng thì mình sẽ làm nguyên cái 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 bộ phận này À, vậy thì bây giờ mình sẽ kiểm tra à, n à. Tức là nếu mà cái test cái test mà cẩm nang một chấm test khác gỗng và cái chiều cao chấm test cân nặng chấm test khác gỗng và chiều cao chấm test khác gỗng thì lúc này chúng ta mới tiến hành chúng ta làm bên dưới ha rồi thì lúc này mình sẽ chèn thêm một cái khối logic nữa là khối này khối bằng nhưng mà ở đây mình đổi lại là khác rồi tương tự copy cái khối này qua đây rồi mình sẽ copy cái cái cân nặng chấm test đem lên đây rồi khác gỗng chúng ta chọn cái khối test này. nó đó khác gỗng ok rồi chiều cao chấm test vô đây khác gỗng luôn ha đó. vậy thì khi mà cái test cái hai cái test book, hai cái test nhập vào của mình đó là cái chiều cao và cân nặng nè. Hai cái này khi chúng ta có dữ liệu rồi thì chúng ta bấm cái này thì nó mới tính, còn nếu không thì nó sẽ không tính và nó sẽ hiện lên một cái thông báo. Thì ở đây để mà hiện thông báo đó chúng ta sẽ chọn cái notify nè. Chúng ta kéo cho mở đây. Cái notify này nó chính là cái non visible component, có nghĩa là nó không có hiển thị trên cái uh, trên cái cái thiết kế đồ họa giao diện của mình ha mà nó là cái 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 là một cái component, hoặc thành phần không có hiển thị. Ok. Rồi qua đây đó nếu nếu mà hai cái test này khác rỗng hết à, nếu mà điều kiện này đúng đó thì nó sẽ thực hiện nguyên cái khối đen nó thực hiện tới đây ngược lại nếu mà có một trong cái hai một trong hai cái test là rỗng đó thì bây giờ mình sẽ hiện cái thông báo lên trên đây thì để hiện thông báo đó chúng ta sẽ chọn vào cái notifier một này rồi các bạn kéo xuống đây chúng ta sẽ tìm cái ở đây nó có rất là nhiều nó có rất là nhiều cái rất là nhiều cái thông báo hay rất là nhiều cái, cái 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 chức năng ở đây. Rồi, ở đây là cái mấy cái lock nó tức là nó hiện lên cái rồi nó tắt để mà chúng ta muốn cho nó hiển thị có cái nút lệnh luôn đó. Thì các bạn sẽ chọn cái chỗ này. Đây, cái message, message chính là cái thông tin mà mình muốn hiển thị cho người ta biết. Ở đây là mình sẽ để là bạn phải nhập chiều cao và cân nặng ha ok rồi cái thay cái thay thô này là cái 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 tiêu đề ở bên trên rồi cho này chẳng hạn mình để là thông báo hay là cảnh báo gì đó rồi cái này là ở bên dưới này là cái tên của cái nút đây mình đặt là ok ha <laughs> rồi thì bây giờ bây giờ nó sẽ khi mà chúng ta không có nhập vô thì nó sẽ xuất hiện cái thông báo là bạn cần phải nhập vào chiều cao chiều cao và cân nặng này chiều cao và cân nặng vô rồi sau đó mình nhấp ok thì nó sẽ nếu mà các bạn muốn nhấp ok đó rồi sau đó cái 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 cái, cái, cái dấu nháy á, nó sẽ nhảy về cái chiều cao hoặc là nhảy về cái cân nặng ha thì lúc này mình sẽ gọi cái cái trong hai cái test bút mình sẽ chọn vào cái test chiều cao nè rồi mình sẽ gọi cái phương thức là request focus có nghe là cái dấu nháy cái dấu tròn đó nó sẽ nhảy về đó để cho phép mình nhập dữ liệu vô trong đó À, còn nếu mà chúng ta muốn nhập về nhảy về cân nặng thì chúng ta sẽ sẽ nhập về cân nặng còn nếu mà chúng ta muốn cụ thể cái nào đang trống nó nhảy về cái đó luôn thì ở đây mình sẽ thực hiện thêm một cái if nữa à, nếu nếu mình sẽ lấy cái mình sẽ lấy cái này lại nè nếu mà cái chiều cao nếu mà cân nặng cái cân nặng bằng à, bằng gỗng thì mình sẽ cho nó mình sẽ con cái cân nặng này chấm request tức là cái cái dấu dấu giấy này sẽ nhảy về đó ngược lại ngược lại nếu mà nó không có bằng gỗng thằng kia bằng gỗng thì này mình sẽ cho nó mình sẽ gọi cái cái chiều cao chấm request focus nó ok rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử nè vào connect chọn ai không phân nhân rồi ở đây mình sẽ mở cái cái ai cái mid ai cái, cái cái điện thoại cái phần mềm trên điện thoại của mình lên đó, mình quét cái mã này rồi ok bây giờ mình sẽ nhập vào ha bây giờ một m sáu rồi 70 ký ok thì nó sẽ không có vấn đề gì hết à, và cái chỗ b mai này nó vẫn còn là số lẻ nè ví dụ như bây giờ mình xóa thằng này đi mình không nhập mình bấm vào đây nó thì nó xuất hiện thông báo nè bạn phải nhập chiều cao và cân nặng ok bấm ok một cái thì lúc này cái dấu nháy nó sẽ nhảy về bên cái chiều cao ha còn ví dụ như lúc này tôi nhập chiều cao rồi nè nhưng mà cân nặng tôi để chống rồi ví dụ dấu nháy giờ tôi đang ở nằm bên chiều cao ha tôi bấm vào đây một cái thì bạn phải nhập chiều cao cân nặng ok cái đó thì lúc này cái dấu nháy của mình sẽ nhảy về bên cái cái chỗ cân nặng nó thì có nghĩa là nó nhảy đó là do cái 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 chỗ mà cái request request for header nó nó tùy theo hai này ha rồi ok rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ uh, tiến hành mình sẽ làm cho mấy cái mình làm tròn lại ha. mình làm tròn lại mấy cái con số này <laughs> thì để làm tròn mấy cái số này thì nó cũng khá là dễ ha mình chỉ cần làm tròn cái à, cái thằng trên này thôi rồi thì để làm tròn số chúng ta chọn cái khối mát chúng ta kéo xuống dưới này à, chúng ta sẽ chọn cái format format edisimo number nè ok rồi lúc này cái number của mình là thằng này rồi chúng ta muốn làm tròn đến bao nhiêu số đó, thì mình sẽ gõ bên dưới này play cho play này tôi cho nó là một số ha đó thì lúc này các cái số này nó sẽ được làm tròn đến một số rồi bây giờ tiếp tục tôi sẽ, test ở trên cái 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 phần này rồi giãn sẽ tôi nhập vào là 70 ok đó thì lúc này À, lúc này các bạn thấy là cái cái bề của mình đó, nó sẽ làm tròn xuống còn là 25.7 ha 25.7 tức là lúc này nó đã làm làm tròn được à, làm tròn được rồi ok đoạn cuối rồi ok thì để cho các bạn hiểu rõ hơn nếu bạn nào chưa xem cái cái bài trước thì tôi sẽ giải thích một chút xíu về cái đoạn code này ha để cho các bạn dễ hiểu đó, thì ở trong cái đoạn code này chủ yếu á, là tôi dùng cái cấu trúc là if then if then thì if then có nghĩa là như thế này đây à, nếu mà ở đây nếu if là có nghĩa là nếu ha nếu mà cái điều kiện nằm trong đây nè đây là nguyên cái khối điều kiện thì các bạn phải thiết kế làm sao mà cho nguyên cái khối này đó nó trả về kết quả là đúng hoặc là sai thôi chu phone đó <laughs> ví dụ như trong trường hợp này á, ở đây mình thấy là cân nặng chấm test nè tức là cái cái, cái 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 đoạn code này, cái đoạn test này nè, nó có dữ liệu hay không thôi ha. Nếu mà nó để trống á, nếu mà nó để chống thì có nghĩa là nó bằng gỗng bằng gỗng thì thằng này trả về phone à, là là không đúng à, còn nếu mà mình đã nhập vào rồi tức là cái thằng này nó không phải là gỗng mình có nhập vào rồi thì cái 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 cái, cái thằng này nó trả về là chu là đúng tức là cái cái đoạn test đó nó có dữ liệu là đúng rồi tương tự dây chiều cao cũng vậy là đúng thì nếu mà cả hai cái đoạn test đó chúng ta đã nhập dữ liệu vô rồi thì thằng này đúng thằng này đúng n đúng n đúng là đúng ha đó, cái này thì nó quay về cơ bản chút xíu đó là về cái phần logic đó đúng n đúng chu n chu là ra chu ha còn chu n phone thì ra phone và phone n phone thì ra phone đó thì nó nó là cái, cái nó là một số cái như thế à, mình sẽ cái cái phần này thì nó nó khá là cơ bản rồi ha rồi nếu mà cái điều kiện này đúng thì nó sẽ đen thì nó sẽ thực hiện một loạt cái cái thao tác dưới này À, thì đầu tiên nó sẽ đặt cái giá trị. Mình ở đây mình có cái giá trị là Robo bmi nè. Cái giá trị này mình đặt. À, thật ra cái giá trị này nếu mà bạn nào mà sử dụng biến um, cục bộ vẫn được. Á, ở đây mình đang sử dụng biến toàn cục. Rồi biến cục bộ như thế nào thì bài sau mình sẽ giải thích thêm. Cũng về cái phần này luôn. rồi Thì mình sẽ lấy cái biến này mình gán cái biến này cho cái giá trị là cân nặng chia cho chiều cao nhân chiều cao thì ở đây mình ghi như thế này cho nó dễ hiểu có nghĩa là cái cái block này block nhỏ này cái block nhân này nó sẽ thực hiện trước này. đây là cái block con này, ha thực hiện trước cái block này rồi nó đưa giá trị vào đây thì nó mới lấy cân nặng nó chia cho nguyên cái block này đó rồi thì nếu mà bạn nào không thích đó thì các bạn có thể sử dụng cái phép toán mũ như thế này nè à, mũ ha thì chúng ta sẽ lấy cái chiều cao này mũ hai thì cũng ra kết quả là tương đương rồi thì khi khi mà thực hiện thao tác này xong rồi thì cái biến b mai này sẽ lưu lại cái giá trị của thằng này và cái format cái decimal number này đó nó sẽ làm tròn đến một số thập phân rồi thì sau đó nó sẽ kiểm tra cái 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 set xét biến set biến tức là mình đặt cái giá trị cho biến tương đương với 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 việc là mình khi nếu mà mình viết bằng chữ đó mình viết BMI bằng đó nha, BMI b mai bằng đó ha còn get này là chúng ta lấy cái giá trị lấy giá trị đã gắn trên đây ra để chúng ta so sánh nếu mà BMI nhỏ hơn 18.5 thì nếu mà cái chị mình tính được nè, nếu mà nó nhỏ 18.5 thì mình cái cái label kết quả này mình sẽ mình sẽ zone nó lại, cái zone này nó sẽ kết hợp ba cái test này lại là BMI bằng bao nhiêu nè, à, bằng bao nhiêu này, sau đó kết luận là bạn đã thiếu cân, à, tức là nhỏ 18.5 thì mình in cái BMI cụ thể ra và mình kết luận, rồi ngược lại, ngược lại thì nếu nếu tiếp, nếu mà cái cái BMI nó không có nằm trong này mà nó nằm giữa 18.5 và 24.9 đó thì tương tự vậy ha, mình sẽ zone cái này lại. À, và mình mà mình kết luận là bạn bình thường nè đó, thì tức là cái BMI nằm trong đây là bình thường rồi ngược lại nữa nếu mà nằm trong cái khoảng 25 đến 29.9 thì thừa cân nè thừa cân nè còn nếu mà nằm trong cái khoảng 30 đến 34.9 thì là béo phì cấp độ 1 nè rồi à, béo phì cấp độ 2 béo phì cấp độ 3 nha nha còn nếu mà cái một trong hai cái đoạn test này không nhập thì nó sẽ không thực hiện cái khối đen này mà nó sẽ nhảy xuống eo này eo bên dưới này thì cái eo dưới này nó có ba cái cái vấn đề đó là đầu tiên là sức cái thông báo rồi thì nó sẽ kiểm tra xem cái test nào rỗng nó sẽ nhảy về cái à, cái cái dấu nháy á, dấu nháy nó sẽ nhảy về cái 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 test đó. đó thì khá là đơn giản các bạn nó chỉ không cần một đoạn như thế này thôi thì chúng ta đã có thể lập trình được cái cái cái, cái phần này như thế này rồi ok ha rồi bây giờ hồi nãy giờ là mình chỉ test cái chức năng là mình kết nối kết nối để mình làm cái 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 máy ảo thôi ha còn bây giờ là mình sẽ build ra cái file APK cụ thể luôn. Chúng ta vào build chúng ta chọn Android APK rồi vậy thì sau khi mà nó 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 biên dịch xong ha nó biên dịch thành cái file apk xong à, nó sẽ xuất hiện cái qr code ở đây tôi sẽ mở cái zalo lên nè bấm vào tìm kiếm tôi bấm vào tìm kiếm bằng qr code ha tôi quét cái à, tôi quét cái qr code này rồi ok bấm mở nè rồi tiếp theo nếu mà nó không tự động nó chuyển về cái cái web của mình được á thì mình sẽ vào đây mở bằng trình duyệt mở bằng trình duyệt xong ok tải về. Sau khi tải xong thì chúng ta bấm mở và chúng ta cài đặt. Ok, thì sau khi cài đặt xong mình mở ứng dụng lên ha Rồi mình nhập vào 1.65 70. Ok. Đó, thì lúc này nó đã chạy được bình thường và khi tôi xóa thử một cái ha thì nó sẽ nó nó có thông báo rồi này. Bạn phải nhập chiều cao và cân nặng OK đã nhảy về cái 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 test là cân nặng. Đó, thì đến đây thì coi như mình đã biết cách là chúng ta biết cách viết một cái phần mềm cơ bản ha, biết cách biên dịch, biết cách kết nối với lại một cái điện thoại với lại cái với lại cái cái cái, cái web app này để chúng ta test phần mềm và chúng ta cài đặt vào trong phần mềm. Đó, thì sau khi mà chúng ta cài đặt xong các bạn thấy cái 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 biểu tượng của nó đó cái biểu tượng của nó trên màn hình đó là cái ví dụ 111 nè ví dụ 11 đó cái này do tôi tạo cái mới ha cái cái đổi đơn vị này là cái cũ nè cái ví dụ 11 và cái biểu tượng của nó là nó lấy biểu tượng mặc định của Meetup Inventor nếu mà chúng ta muốn chèn thêm các cái muốn có một cái icon riêng của mình với tượng riêng của mình đó thì như cái bài trước tôi nói đó chúng ta tìm cái icon và chúng ta lót load vào trong đây thì thì cái 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 phần này nó sẽ hiển thị lên trên cái cái màn hình điện thoại của mình đúng với cái icon mà mình đã chọn thì bài hôm nay đến đây thôi ha. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách mà chúng ta có thể chúng ta lưu cái chỉ số BMI hàng ngày của mình ở dưới này. Ở bên dưới cái phần dưới của cái của cái screen này ha, của cái textbook này, ở bên dưới này. nó mình sẽ lưu ở bên ở bên dưới này để sao cho mỗi ngày người ta nhập vô đó hoặc là mỗi tuần, mỗi tháng gì đó thì cái nó sẽ vẽ một cái biểu đồ để xem coi cái BMI của mình tăng giảm như thế nào ha, để mình theo dõi sức khỏe đó và thì hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo ha